Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Hiện tại ngày hôm nay bên em về 3 chiếc. Vâng, và có một chiếc Ford 2015, một chiếc 2014 và một chiếc 2013, 13, 14, 15 các bác nhé. Và đây là một chiếc Ford Transit 2014. Vâng, chiếc xe này đã hoán cải sang 6 chỗ rồi anh chị nhé. Vâng, anh chị có nhu cầu chạy hàng thì chiếc này rất là đẹp rồi. Đấy, anh chị nhìn chưa? Rất là đẹp luôn. Mai em sẽ lên cho các bác bộ tem phải thật là ưng ý và thật là đẹp luôn. Ở chiếc xe này phải nói là rất là ok luôn này. Anh chị mà chạy chiếc xe này thì quá là tuyệt vời luôn. Giá cả hợp lý này, 255 triệu. Đấy, chị thấy chưa? 255 triệu thôi, giá quá là hợp lý. À, mẫu xe phải nói khá là đẹp, khá là chuẩn chỉ. Và em đang chờ bán giá là 255 triệu. Và đây là mẫu xe 2012. Và chiếc này thì khách vừa mới chốt rồi. Thì em tạm thời là đang cho rút hồ sơ với lại vào tên cho khách hàng ạ. Vâng, chiếc này thì em mới bán 240 triệu cho một anh khách ở gần nhà luôn nhá. Vâng, xe khá là đẹp chuẩn chỉ luôn. Và bác thợ nào mà bác có nhiều bác thợ đến nhà em mua xe và cũng xem qua chiếc xe này rồi. Phải nói là rất là đẹp luôn nhá. Vâng. Và đây. Đây là một mẫu xe Ford Transit đời 2015 anh chị nhá. 2015 xe mới chạy 21 vạn chuẩn. Cam số là nguyên cả cam và máy nguyên zin, số nguyên zin. Mọi thứ chức năng trên xe vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, nên ốp gương ốp thứ rất là đẹp này. Anh chị thấy chưa? Đấy, bậc lên xuống này. Rất là đẹp luôn nhá. Chiếc này mai em sẽ quay, em sẽ rửa sạch sẽ và em sẽ quay lên cho các bác với anh chị cùng xem. Vâng, một mẫu xe phải nói là khá là đẹp chuẩn chỉ luôn anh chị nhá. Vâng. Đấy. Mới về chưa có dọn rửa gì cả. Bác nhìn thấy chưa? Xe căng đét đẹp, đẹp từ đầu đến cuối này. 2015 đã có cửa điện đầy đủ hết rồi, nên ghế Âu nhá. Vâng, chiếc này nên ghế Âu chị ạ. Vâng, khá là đẹp anh chị này. Đấy. Ghế Âu anh chị nhá. Đấy, mẫu xe phải đấy. Bộ ghế Âu này nên rất là nhiều tiền anh chị nhá. Nó đâu đó khoảng tầm 15 triệu gì đấy anh chị ạ. Vâng. Một dòng xe phải nói là rất là tuyệt vời, giá hợp lý. Đấy, anh chị thấy chưa? Vâng, anh chị có nhu cầu sử dụng về cái mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em theo những cái số điện thoại là 0943 622 621. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Xe phải nói rất là đẹp luôn này. Ui, quá đẹp. Vâng, thì sau đó em sẽ sang bên kia em quay cho anh chị cái chiếc 2013 và thêm một mẫu xe mẹt 2003 nữa. Em về hôm nay 4 con tất cả anh chị ạ. Và bán được một chiếc. Và ngày mai có mấy anh chị đến xem nữa thì em sẽ anh chị đến xem hai chiếc 2013 đấy. Thì chiếc 2013 ấy, em đang chờ 240 triệu anh chị nhá. Xe khá là đẹp luôn này anh chị. Xe quá đẹp luôn. Và cam kết với anh chị là xe không đông đụng, không ngập nước. Đấy. Ốc cabo vẫn nguyên, tất cả ốc ác là nguyên xi hết, chưa có làm gì cả nhá anh chị nhá. 21 vạn chuẩn. Và đây em mời anh chị sang cái bãi bên của em nhé. Vâng, và cái mẫu xe mẹt MB140 đời 2004 này em mới về. Và chiếc này thì nói thật với anh chị, nếu anh chị lấy em để cho anh chị 60 triệu nhá. Vâng, giá trên thì em có thể ra nộp cho anh chị. Còn nếu anh chị mà lấy chiếc xe này mà không cần phải xin lỗi, chiếc này thì em để cho anh chị là 58 triệu. Và 2004 này này em để cho anh chị là 60 triệu này. Chiếc này 48 triệu. Đây 12B0015 48 triệu. Đời 2003. Và chiếc 99B0002404 này. Đấy, nếu mà anh chị lấy này chiếc này mà cả đăng kiểm nữa thì em để cho anh chị 60 triệu nhá. Vâng, 60 triệu. Còn nếu không đăng kiểm thì em sẽ bớt đi ạ. Vâng, bớt tiền đăng kiểm luôn cho anh chị nhé. Và xe này em mới về chiều nay thôi. Và đây là một mẫu xe Ford Transit đời 2013 anh chị nhé. Vâng, con này thì máy vẫn zin luôn. Đấy, cực chất luôn, nên ghế đời 2014 hết rồi. Vâng, xe này phải nói là rất đẹp. Cam kết với anh chị luôn là xe không có đâm đụng, không có đâm đụng này, không có mối mọt luôn anh chị nhé. Khẳng định luôn với anh chị là như vậy, xe khá là đẹp luôn. Đấy, em mới lấy về chiều nay chưa có dọn rửa gì cả. Đấy, anh chị nhìn này, nền này căng đét từ đầu đến cuối nhỉ, anh chị nhìn chưa? Đấy, rất là căng, rất là mọng xe. Đấy, ngày mai em sẽ bóc cái tem này ra, em dán tem khác vào
cái tem này dán nó không phù hợp, không được đẹp lắm thì em sẽ dán tem khác anh chị nhá. Nên là hôm nay là tem này thì ngày mai nó sẽ là tem khác, tem đẹp hơn. Nên anh chị cứ yên tâm rằng là em sẽ vuốt ve nó đẹp hơn một chút nữa. Đấy, mà không có muối mọt, anh chị nhìn chưa, em vừa mới về này, không có hề muối mọt tí nào nhá. Đấy, xe rất là chuẩn chỉ, rất là đẹp luôn, máy đang nổ nhá, máy đang nổ rất là êm. Đấy, bọn em thì thường thường dân đi mua xe thợ chơi nhau máy êm như máy xăng. Giàn lốp rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp. Anh chị mà lấy chiếc này thì quá là tuyệt vời, nên chiếc xe này đã nên cửa điện hết rồi nhá. Và thêm một mẫu xe nữa là đó là Ford Transit đời 2005, và một mẫu xe học sinh các bác nhé, chạy học sinh và công nhân. Đấy, nói chung là các bác về chạy gì cũng được, miễn sao ra tiền là được, giá thì rất là hợp lý cho anh chị luôn. Đấy, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em là sẽ có giá cực hợp lý luôn. Đấy, và đây là một mẫu xe Mercedes Sprinter, vâng, 311, và chiếc xe này là em hoán cải rồi, em đang bán với mức giá là 185 triệu. Vâng, 185 triệu. Và đây là một mẫu Ford Transit từ 2016. Vâng, chiếc này thì em đang chào bán mức giá thì cũng khá là ok, hợp lý. Và giá thì nói chung là rất là hợp lý, 299 triệu anh chị nhá. 299 triệu, khá là hợp lý rồi anh chị ạ. Vâng, mẫu xe phải nói là quá là hợp lý luôn. Đấy, tiếp đây thêm một mẫu xe Ford Transit đời 2004 nữa. Vâng, chiếc xe này thì em nói thật với anh chị rằng là xe mới khám xong, đến tận tháng 5 mới hết anh chị ạ. Vâng, tháng 5 mới hết ạ. Đây ạ. Và anh chị mua chiếc xe này thì em để cho anh chị cái giá cũng rất là hợp lý, 60 triệu anh chị nhá. Vâng, có 60 triệu thôi. Giá quá là hợp lý, 2004. Xe cũng khá là sạch sẽ và đẹp đẽ. Bác ấy đang vẫn chạy khách đi chùa Hương. Đấy, thì xe rất là chuẩn chỉ. Em vừa thay một đôi bình mới tinh tình tình luôn, mới thay đôi bình luôn. Và đây là một mẫu xe Transit 2003. Vâng, chiếc này thì em đang chào bán mức giá là 50 triệu thôi anh chị ạ. Vâng, có 50 triệu thôi. Thực ra là 50 triệu quá là hợp lý rồi. Anh chị mà mua về chạy học sinh hay là công nhân hay là cái gì đó thì tùy các anh chị. Vâng, biết sao anh chị kiếm được ra tiền nuôi sống gia đình là ok luôn, không phải là ít tiền mà không kiếm sống cũng được. Đấy, vốn thấp lại lợi nhuận lại ok, chưa chắc các bác bỏ ra 400 triệu kiếm tiền bằng chiếc xe này đâu, em khẳng định như vậy. Các bác chạy học sinh là có tiền đấy. Và đây là thêm một mẫu xe Cauti. Vâng, đây là Cauti limousine thân dài. Vâng, chiếc này thì em đang chào bán mức giá là chưa tới 400 triệu. Vâng, chưa tới 400 triệu. Anh chị mà sử dụng mẫu xe này thì liên hệ cho em nhé. Vâng, sắp tới đây du lịch sẽ trở lại bình thường. F0 bây giờ không được công bố nữa rồi, F0 bây giờ mất giá rồi. Đấy, F0 bây giờ nằm tại chỗ luôn, mất giá luôn. Nên là các bác yên tâm rằng là sắp tới đây là sẽ đi lại rất là thoải mái, rất là bình thường luôn. Anh chị cố gắng lấy chiếc xe này về chạy là rất là ok này. Cam kiếc đầy đủ này, hợp đồng cũng đầy đủ hết này, không thiếu một cái gì cả. Anh chị mua về sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì hết anh chị nhá. Vâng, trong cái dàn xe của em đây thì các bác phù hợp với mẫu xe nào thì các bác liên hệ cho em theo mẫu xe đấy, em sẽ tư vấn cho các bác từng mẫu xe một. Đấy, hiện tại nhà em đang có này 2009 này, 2012 này, 2013, 2014, 15, 16. Vâng, và ngày mai nữa em lại có tiếp thêm một mẫu xe 2009 và một mẫu xe 2019 về nữa. Thì các bác có nhu cầu mẫu nào thì em sẽ tư vấn cho mẫu đấy và em sẽ gửi hình ảnh cho. Và ngày mai em về thêm 2 chiếc nữa nhá. Vì tầm này em đang cập nhật rất là nhiều 16 chỗ ạ. Thì anh chị có dùng thì alo với em. Và các bác và đang cần có nhu cầu bán xe cũng liên hệ cho em để em mua chiếc xe của các bác với giá hợp lý nhất để anh, để các bác có thể bán để làm việc khác hay là việc gì đó thì các bác cứ liên hệ cho em ạ. Còn em xin kết thúc clip tại đây. Mong quý vị và anh chị xem qua kênh của em thì cũng like kênh, ủng hộ em để và đăng ký kênh để cập nhật được những mẫu xe mới nhất của bên em về. Và em thường thường là em mua xe về cũng rất muộn. Tầm này em mới về nhà thì em mới quay trời tối này, các bác thông cảm một chút ạ. Và em xin chào tất cả quý vị anh chị ạ.